nói về nguyên lý để tạo ra phần intro của bài nhạc. Chúng ta sẽ có tất cả là 7 cái nguyên lý để tạo intro bài nhạc. Thứ nhất là giới thiệu giai điệu hay tiết tấu bài nhạc. Có nghĩa là những cái nét giai điệu trong đó, chẳng hạn như một vài cái tiết điệu cơ bản ha. Hoặc là mình giới thiệu cái phần sau cũng được ha, đưa lên, đó là cái cách mình giới thiệu. Thứ nhì, giới thiệu sự chuyển âm trong bài hát. Có những bài hát chúng ta thấy nó có cái phần chuyển âm như là Let It Be các bạn, hay là Hotel vân vân, đó là giới thiệu sự chuyển âm, đọc âm vòng đó. Rồi giới thiệu ý nghĩa bài nhạc, tức là nó sẽ vui hay buồn, nhanh hay chậm vân vân. Rồi cái sự tương phản nổi bật, tức là bài nhạc intro á, thì nó là thứ thứ mà vô bài thì là trưởng, hoặc là câu intro là trưởng nhưng mà vô bài để làm cái âm thể thứ, kết hợp hoàn chỉnh. Như vậy thì cái sự kết hợp hoàn chỉnh này đó là nó là một cái sáng tác, tức là nó kết hợp được giới thiệu giai điệu bài hát, sự chuyển âm đó, vân vân, nó là một cái sáng tác hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ nói trong phần sau. Thứ sáu, phần ngoại lệ, có nghĩa là có những bài nhạc chúng ta không có intro các bạn, ta vô hẳn luôn, chẳng hạn như bài Yesterday vân vân, hay là bài The Phantom Lee, hay là Feeling vân vân, chúng ta sẽ coi trong phần sau, là sự nói tiếp giữa hai phần đoạn. Có nghĩa là cái bài nhạc nó sẽ được phần đầu là phần chẳng hạn như là phần rap hay là ngâm thơ, phần sau mới vô nhạc. Đó là những bài có hai điệu. Chẳng hạn như mình thấy một cái câu cổ nhạc đi, chúng ta thấy phần đầu là cái phần tức là rao, hoặc là phần sau là phần vào, hay là những cái bài nhạc giống như là Tình Anh Bán Chiếu chẳng hạn, khi mà chúng ta vào á là chúng ta ngâm thơ, người ta nói lối sau đó ta mới vào. Như vậy thì cổ nhạc cũng là phần thức điểm hát nhưng mà nó sử dụng giai điệu. Tóm tắt là chúng ta có 7 phần ha. Thứ nhất là giới thiệu giai điệu bài hát, tiết tấu bài hát. Thứ nhì, giới thiệu sự chuyển âm trong bài hát. Thứ ba, giới thiệu ý nghĩa bài hát. Thứ tư, và cái phần này thì chúng ta nó sẽ có những cái câu giai điệu để chúng ta thấy cái bài nó vui buồn hay nhanh chậm. Rồi sự tương phản nổi bật. Thứ năm, kết hợp hoàn chỉnh. Thì cái phần thứ năm này á, nếu mà có intro thì nó rất là quý các bạn, tại vì có nhiều bài có phần intro ta rất là thích. Thứ sáu là cái phần vô trực tiếp không có intro. Thứ bảy là sự nói tiếp giữa hai phần đoạn, tức là phần đầu là những cái phần chậm vân vân, tức là phần giới thiệu giai điệu tiết tấu của bài hát. Chẳng hạn như trong cái đoạn intro đó, nó sẽ giới thiệu một vài cái đoạn của tiết tấu bài hát. Chẳng hạn như chúng ta có cái bài Cờ Xe Ra, chúng ta thấy cái intro là Đô Rê Mi Son Hai, Mi Son Hai, Mi Son Mi Đô Son. Thì ta thấy là cái phần intro nó có giới thiệu một vài nét của cái bài hát. Ta thấy không? Ta thấy là nó có những cái chuyển động mà có phần đó có những tiết tấu trong bài hát. Hay là những cái bài như là Có Quên Được Đâu các bạn, nó sẽ có cái phần giới thiệu. Và đặc điểm của cái phần giới thiệu bài hát này đó là chúng ta có thể lấy phần đuôi của bài hát ra lên cũng được. Như vậy là intro này là intro mà intro ta sử dụng nhiều. Chẳng hạn như có nhiều bài hát chúng ta đâu có biết hết intro đâu, thì muốn làm sao cho ta vô được thì chúng ta phải lấy phần đuôi lên. Ta gọi là giới thiệu tiết tấu bài hát, tức là nó cũng là lấy cái phần đuôi lên. Những nhạc công hát với nhau thường thường đánh cái bài, ví dụ như các cái bài thường thường là lấy cái phần đuôi lên để ta giới thiệu, thì nó dễ hơn. Chẳng hạn có nhiều người vô là ta đánh một phần nó dài quá người ta hát không được. Vậy phần giới thiệu giai điệu tiết tấu bài hát này nó cũng có nghĩa là mình phần rất là phổ biến, tại vì các bạn thấy là chúng ta không thể nào mà có những cái intro hết mà chúng ta phải lấy cái phần đuôi để chúng ta hát. Đó là phần giới thiệu tiết tấu bài hát. Thì chúng ta sẽ có phần giới thiệu trong cái phần sau ha. Rồi chẳng hạn như là giới thiệu sự chuyển âm trong bài hát. Chuyển âm tức là trong bài hát chúng ta nó sẽ có những cái hợp âm để sử dụng. Nó không thể hết nguyên bài nhưng mà nó sẽ là một phần trong bài đó. Chúng ta thấy là những cái bài nó có vào đầu thì nó có hợp âm không ạ? Chẳng hạn như bài Let Be chẳng hạn, chúng ta vào là chúng thấy có hợp âm không, đó là giới thiệu sự chuyển âm. Hay là cái bài The House chẳng hạn, thì chúng ta vào đầu ta cũng chạy hợp âm để báo trước, nhưng mà thường thường nó chỉ bao trùm hơn nửa bài các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần La Thứ, Fa, rồi Fa Son. When I'm myself in time.
Phần này nó cũng thấy là cái chuyển âm đó là nó từ đô qua son các bạn ha, rồi qua la thứ, qua pha, qua đô, qua son vân vân. Chúng ta thấy đó là chuyển âm các bạn. Nó sẽ đi từ âm la, đi la thứ, rồi tới đô, rồi tới rê, rồi tới pha, vân vân. Đó là sự chuyển âm và cũng là tiết tấu. Chúng ta lưu ý cái bài đó. Rồi phần kế tiếp là cái phần giới thiệu cái chuyển âm trong cái bài Hotel các bạn. La trưởng, mi trưởng, có thể về la thứ cũng được bạn. Đây là sự chuyển âm của bài Hotel California các bạn. Đây như vậy thì nó cái phần intro nó đã biểu hiệu là thể hiện được chuyển âm của cái bài trong này đó các bạn. Đó là cái phần intro này rất là tức là intro nó giới thiệu ý nghĩa bài hát buồn hay là vui. Do cái cung điệu kết hợp với tiết tấu. Sau đây chúng ta sẽ nghe cái bài Love Story ha, hoặc là những cái bài như là Granada hay là Alibaba. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta sẽ nghe bài Love.